Sau đây chúng tôi tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách thức để làm cái phiếu nhập kho ở trong phần mềm kế toán. Các bạn lưu ý là trong cái phiếu nhập kho thì chúng ta có cái khái niệm là có phiếu nhập mua hàng và phiếu nhập kho nội bộ. Vậy cái phiếu nhập kho nội bộ là như thế nào? Tức là khi nhập kho, khi chúng ta nhập các cái thành phẩm hoặc là bán thành phẩm sản xuất được. Và có một cái trường hợp nữa là các cái nguyên vật liệu dùng không hết có thể nhập ngược lại kho. Vậy ở đây chúng ta vào cái biểu tượng kho. Chúng ta vào mục nhập kho. Như ở đây thì các bạn nhìn thấy là có cái loại chứng từ là cái loại chứng từ mà đã nhập mua. Thì ở trong cái màn hình nhập kho thì nó hiển thị tất cả những cái phiếu nhập kho, kể cả nhập mua và nhập kho nội bộ. Khi chúng ta nhập ở bên cái phiếu nhập mua thì bên trong cái màn hình cập nhật chứng từ này nó vẫn có luôn, hiển thị luôn cả những cái phiếu nhập mua. Ở đây chúng ta chọn nhập thêm mới một cái chứng từ. Hay chúng ta chọn đối tượng. Đối tượng thì có thể là thủ kho hoặc là người kế toán. Ở đây là chúng ta ghi là nhập kho thành phẩm sản xuất. Thì các bạn lưu ý là trong cái trường hợp mà chúng ta nhập kho các cái thành phẩm sản xuất được ấy, thì ví dụ như ở đây là cái thành phẩm quần kaki nam, chúng ta để ý là cái tài khoản có của trường hợp mà nhập kho thành phẩm ấy, thì thường cái tài khoản có là nó được nhập từ tài khoản 154. Thế nhưng mà ở đây chúng ta mở ra trong các cái trường hợp như cái doanh nghiệp mà có nhiều lĩnh vực hoạt động sản xuất ấy, thì chúng ta nhập mở cái tài khoản 154 ra, có thể là 1541 là sản xuất thi công công trình. Nhưng 1542 là tập hợp các cái chi phí kinh doanh dở dang của sản phẩm thành phẩm. Ở đây chúng ta chọn số lượng nhập kho. Ví dụ 4.000 sản phẩm. Đơn giá thì các bạn lưu ý là chúng ta không nhập đơn giá và thành tiền. Cái này thì trong phần mềm đến lúc chúng ta tính ra cái giá thành sản phẩm thì chương trình sẽ tự động áp lại cái giá và cái thành tiền của cái thành phẩm này khi chúng ta tính được cái giá thành của từng đơn vị thành phẩm một. Sau đấy chúng ta chọn lưu chứng từ.